Đấy mọi người, chúng tôi xem đây là cái vườn hoa này. Vườn hoa của cái mình mới ở vườn Mỹ Đương đấy. Đấy là rất đẹp nha mọi người. Mọi người ở đây lưu ý một cái này, 10:30 quay lên chỗ bàn tay. Đây, đây là vườn hoa Mỹ Đương này. Không, đấy là một cái rất đẹp. Đưa mình lưu ý và xem đến giờ đấy. Còn chúng tôi sẽ đi tham quan hầm rượu để cho mọi người biết. Đi đi em ơi. Bây giờ nó đi tham quan hầm rượu ở chú ơi. Hầm rượu đây mọi người không vào. Không vào à? Đây rồi rượu đấy. Thôi mời sếp đi, sếp giới thiệu cho cái phong cảnh của Ngọc Hoàng đi. Sếp đi rồi đi. Mời sếp đi cho. Rồi hết rồi, sếp giới thiệu cho khán giả. Hà Nam biết là cái chân vườn mà đi. Đây mọi người xem đây là cái... Rồi nhìn đến biển này. Đi các bác ơi. Tuấn Ý. Đây, từ đây, vườn hoa đây. Thế thì nhà mình có 15 phút để chụp ảnh ở đây, các bạn tập trung ở chỗ biển chùa Linh. Đây là vườn hoa tự sướng. Đấy, ai xuống vườn hoa chụp ảnh xuống đi. Hoa chung với hoa. Người ta không cho vào chứ. Không, đứng ở kia chứ, đứng tự sướng này. Còn dưới vào. Vâng, nào xuống dưới chụp ảnh. Đây là rất nhiều những cô gái trẻ đẹp, xinh gái đang tự sướng trên cái đỉnh như thế này. Vâng nhá, tôi đưa mọi người xem cái vườn hoa rất đẹp luôn. Đây là chùa Núi Nhứng. Trên đỉnh vườn đi về chùa này. Coi mọi người chứ. Đây là toàn bộ cái vườn hoa rất đẹp. Chứ giờ chúng ta kia là cậu vàng tôi mới có vừa qua rồi. Anh giỏi xem đây. Vườn địa đàng đấy. Không thu, không thu, không thu. Ở đây, đây vườn địa đàng nha mọi người thấy chưa? Vườn địa đàng trong đạo Công giáo là truyền thuyết và ông Rong và ông Vàng nữa. Đấy, giờ là... Vì là không mọi người có biết câu chuyện của vườn địa đàng không? Vì là Thượng Đế có một cái cây cấm thì không cho ai ăn thì ông quỷ Satan đã cám dỗ ông Adam ăn và Eva ăn trước, sau đó sẽ mời ông Adam ăn thì ăn đến họng thì ông Adam mới nhớ ra lời của Thượng Đế và không ăn nữa. Đây là vườn địa đàng trải nghiệm này lịch sử ngày xưa thời kỳ và mới ra đời nhé mọi người nhé. Rất nhiều người có gái đến đây cầu xin. Tôi quay một người xem những cô gái rất là đẹp.
Một tay bên phải thôi, một tay bên phải. Ôi giời, người ta lại vào. Đấy, thấy chưa? Mọi người có thể thấy đây rất nhiều những cô gái đẹp. Đến đây để mình cùng làm chuyện này. Đấy, người chưa? Đấy. Chị đây một tay để vào cái mỏ của nó nha. Chúng ta đi. 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 Chúng ta đây là có một con tượng trưng cho con tượng của con quỷ mọi người nhé. Đấy là cái vườn điều này từ rất là xưa đó, mọi người đến đây chứng kiến rất nhiều. Bây giờ rất là đẹp. Chùa nó nhúng rồi hả? Chùa luôn rồi. Tham quan đi. Đây chúng tôi đưa mọi người đi tham quan chùa nó nhúng trên này để chúng ta trải nghiệm những bức tường. Đây, mọi người thấy đồng chí này cùng ở bên Vương quốc Campuchia sang mới sang Việt Nam. Lên, cái anh gửi lên là ai lấy ảnh là lấy được. Gửi lên nhóm ấy, ảnh của anh người đấy tải về. Đấy, mọi người thấy rất là nhiều. Đúng không? Đây người Hàn Quốc, người không biết tiếng.